Nhìn lại những dấu ấn trong nhiệm kỳ quốc hội của nữ đại biểu quốc hội đầu tiên của Việt Nam trong khóa 14. Trình bày dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 14 của quốc hội sáng ngày 24 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu nhiều kết quả đạt được của quốc hội trong nhiệm kỳ. Cụ thể, quốc hội khóa 14 đã tập trung ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của đảng và tiếp tục cụ thể hóa. Đưa hiến pháp năm 2013 vào đời sống, qua đó, khẳng định vai trò quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong nhiệm kỳ vừa qua, với 72 luật, hai pháp lệnh và nhiều nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật được thông qua đã tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cho hay, công tác giám sát được chú trọng, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bao quát hầu hết các lĩnh vực, ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng, được cử tri và nhân dân đánh giá cao. Chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục có nhiều đổi mới, nhất là cách thức hỏi nhanh, đáp gọn đã tạo điều kiện để tăng cả về số đại biểu Quốc hội chất vấn. Tranh luận cả về nội dung và chất lượng câu hỏi, câu trả lời, tạo không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm đặc biệt của đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước. Quốc hội đã hai lần tiến hành xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ, thể hiện thái độ trách nhiệm của Quốc hội trong việc đi đến cùng vấn đề được giám sát. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được thực hiện nghiêm túc, góp phần tiếp tục phát huy dân chủ trong hoạt động của cơ quan dân cử cũng như trong đời sống xã hội. Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều quyết sách quan trọng của đất nước có tác động lớn đến đời sống kinh tế, xã hội, phát triển vùng miền núi đồng bào dân tộc, gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Dẫn chứng bằng việc Quốc hội đã quyết định chủ trương đầu tư những dự án Công trình quan trọng quốc gia như xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 đến 2020. Các dự án thành phần của dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, quyết định dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Kết quả khác cũng được bà Nguyễn Thị Kim Ngân nêu lên như hoạt động đối ngoại của Quốc hội được triển khai hiệu quả, đóng góp quan trọng vào thành công chung của công tác đối ngoại của Đảng. Nhà nước góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng nêu lên một số hạn chế trong nhiệm kỳ như chương trình xây dựng luật, pháp lệnh còn phải điều chỉnh nhiều, một số dự án dự thảo được đưa vào chương trình nhưng chính sách chưa rõ, chưa đánh giá tác động sâu sắc, có chính sách mới được bổ sung nhưng chưa được đánh giá tác động, một số nội dung chất vấn và trả lời chất vấn còn chưa tập trung vào vấn đề lớn liên quan đến thể chế, chính sách vĩ mô, trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ ngành hoặc chưa đi vào trọng tâm, mới tập trung vào báo cáo thực trạng, chưa xác định rõ trách nhiệm cá nhân và giải pháp khắc phục. Chủ tịch Quốc hội nêu 6 bài học kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động 5 năm qua, trong đó có việc quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, gần dân, hiểu dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân, phục vụ nhân dân là yêu cầu hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội nhằm hoàn thành trọng trách mà nhân dân ủy thác. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 đã thành công. Theo chủ tịch Quốc hội, nhìn lại chặng đường 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, Quốc hội vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 đã thành công với những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực từ lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước đến ngoại giao nghị viện đã góp phần đưa đất nước vững bước vượt qua khó khăn, tạo ra những chuyển biến tích cực. Mạnh mẽ trong đời sống kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân đóng góp lớn vào những thành tựu vô cùng ý nghĩa của công cuộc gần 35 năm đổi mới, làm giàu thêm truyền thống 75 năm vẻ vang của Quốc hội. Mỗi đại biểu Quốc hội có quyền tự hào về những thành tựu đó cũng như những nỗ lực, cống hiến không ngừng nghỉ của mình. Thành quả và niềm vinh dự lớn nhất đối với đại biểu Quốc hội chúng ta chính là sự ghi nhận, tin tưởng, chia sẻ, ủng hộ, đồng hành xuyên suốt của cử tri, nhân dân trong mọi hoạt động của Quốc hội thời gian qua, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói. Dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 14 của Quốc hội. Thay mặt Quốc hội, bà bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến toàn thể đồng bào và cử tri cả nước đã luôn tin tưởng trao cho chúng tôi trọng trách của người đại biểu nhân dân. Sự phối hợp, cộng đồng trách nhiệm của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan, tổ chức hữu quan cũng như sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế và sự tận tâm, cống hiến hết mình của bộ máy tham mưu, giúp việc. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng những thành tựu cùng với truyền thống quý báu của 75 năm Quốc hội sẽ tạo nền tảng quan trọng, vững chắc để Quốc hội khóa 15 và Quốc hội các khóa tiếp theo tiếp tục kế thừa. Phát huy không ngừng lớn mạnh, có nhiều đổi mới, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Việt Nam.